Này các con, phóng sanh tức là cứu mạng của cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc của ta trong quá khứ. Vì sao? Vì trong kiếp luân hồi, từ vô thủy cho đến ngày hôm nay, ta đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp. Mỗi kiếp thì ta cũng có cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc. Ta nhờ gặp được duyên lành mà hôm nay mới được làm người. Còn họ do chưa gặp được duyên lành nên mới đọa lạc. Ta nhờ gặp được duyên lành mà hôm nay mới được làm người. Còn họ do chưa gặp được duyên lành trong lục đạo luân hồi. Đàn ông là cha ta, đàn bà là mẹ ta. Hành việc phóng sanh tức là giải trừ đi mối oán thù trong quá khứ. Vì sao? Vì trên đường sanh tử, ta và chúng sanh đã từng là kẻ oán người thù, từng ăn thịt, giết hại lẫn nhau. Mỗi việc ác, mỗi tờ giấy nợ, thằng này chưa thì đợi thằng sau. Vì vậy mà chúng ta hôm nay phát tâm sám hối, ăn chay, niệm Phật, hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ và thực hành việc phóng sanh. Tức là ta đã giải trừ đi mối oán thù trong quá khứ vậy. Phóng sanh tức là ta đã cứu được một vị Phật ở tương lai. Vì sao? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai. Nhưng vì do vọng tưởng, chấp trước nên không thể chứng đắc. Hay là các chúng sanh đều có như ta, nhưng vì mê si, màn vô minh che mờ căn trí, tạo ra nhiều chướng nghiệp, phải luôn trầm trong ba cõi sáu đường để trả nghiệp. Nhưng đến khi họ trả hết nghiệp, rồi trở lại làm người, phóng sinh, có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sinh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm từ bi với hết thảy chúng sinh, lại còn tôn trọng trân quý, tiến thêm một bước nữa. Trong cuộc sống mỗi ngày, có thể thực hiện việc giới sát, ăn chay, cứu giúp sinh mạng muôn loài, các điều ác không làm, các điều thiện cố gắng làm, khởi tâm từ bi đối với tất cả muôn loài trên thế gian.